Em cho tôi không. Cho tôi. Cho tôi mà. Có cho tôi không. Cho tôi. Thầy đã bảo rồi, nói thì không nghe, cứ phải thế với trường. Chúng ta vào học bài mới. Xin chào các bạn và các em. Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp, đó là dạng toán điểm dao động với biên độ cực đại trong trường giao thoa. Chúng ta vào nội dung của bài. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp đặt tại A và B, dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. AX là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên AX có những điểm mà các phân tử ở đó dao động với biên độ cực đại. Trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN bằng 22,25cm, NP bằng 8,75cm. Độ dài của đoạn thẳng QA gần nhất với giá trị nào sau đây? Phần A 1,2cm, phần B 4,2cm, phần C 2,1cm và phần D là 3,1cm. Như vậy thì theo đề bài thì ta có được rằng A và B là hai nguồn dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Đấy. Thì như vậy đây là hai nguồn kết hợp mà cùng pha với nhau. Thì tại trung điểm của nó sẽ dao động với biên độ là cực đại. Và dựa theo nội dung của đề bài thì chúng ta có thể biểu diễn các điểm N, P và Q bằng hình ảnh như sau. Ở đây A và B của nó là hai nguồn kết hợp với các điểm M, N, P và Q là những điểm dao động với biên độ cực đại. Nhưng vì đề bài cho biết rằng M là điểm dao động với biên độ cực đại mà lại xa nguồn A nhất, vậy thì chắc chắn K của M của ta sẽ bằng 1. Tiếp theo N và P là những điểm kế tiếp với M mà nó cũng dao động với biên độ cực đại, vậy thì chúng ta có thể tìm được KN bằng 2, KP bằng 3. Mặt khác thì cái điểm Q lại là điểm mà nó cũng dao động với biên độ cực đại nhưng gần A nhất. Gần A nhất và đề không nói rằng nó kế tiếp điểm P, cho nên chúng ta không biết được KQ của nó bằng bao nhiêu, thì ta tạm đặt nó là KQ bằng K. Đấy. Đấy là cái vấn đề. Vậy thì do cái điểm M, N, P và Q là dao động với biên độ cực đại, vậy thì ta có hiệu đường đi của nó được xác định như sau. Đó là MA trừ MB bằng lambda, trong đó K ở đây là bằng 1. NA trừ NB bằng 2 lambda với lambda đây bằng 2. Tương tự như vậy PA trừ PB bằng 3 lambda. Đấy, vậy chúng ta có được ngay. Thì để giải quyết bài toán này mang tính chất tổng quát thì chúng ta rút ra được một công thức. Thì ở trên đây tôi giả sử một điểm C nằm trên cái trục AX này dao động với biên độ cực đại, và ta sẽ thiết lập được một biểu thức tổng quát. Sau đó chúng ta áp dụng lần lượt với M, N, P và Q để chúng ta tính toán bài này ra nhanh hơn. Thì ta thiết lập công thức tổng quát như sau. Bây giờ giả sử một điểm C nó nằm trên trục AX này. Đấy. Vậy thì khi đó C nó sẽ thỏa mãn điều kiện, đó là CB trừ CA bằng K lambda, CB bình trừ CA bình bằng AB bình. Đây là hiệu số pha khi hai nguồn dao động cùng pha và tại điểm C là dao động với biên độ cực đại. Còn đây là theo hệ thức Pythagore. Thì rút gọn cái biểu thức này thì ta được cuối cùng đó là CA bằng AB bình chia cho 2 K lambda trừ đi K lambda trên 2. Đấy, với C là bất kỳ nhá. Có hiểu không em? Dạ, em không hiểu thầy ạ. Dạ, em hiểu rồi ạ. Chúng ta tiếp tục. Vậy thì chúng ta có thể áp dụng với điểm M bằng cách là chúng ta thay K vào đây bằng 1, đúng không ạ? Với điểm N thì ta có thể thay K vào đây là bằng 2. Và với điểm P thì ta có thể thay K vào đó là bằng 3, đúng không nhỉ? Vậy ta dễ dàng thiết lập được MA, NA và PA. Đấy, vậy từ biểu thức tổng quát này chúng ta suy ra được 3 thằng này. Một cách tương tự mà, nó giống hệt cái điểm C. Khi đó thì ta thấy đặc điểm đó là đối với MA trừ đi NA thì bằng ML. Đấy. Và NA trừ đi PA đấy, thì nó bằng PN. Mà đề bài nó lại cho biết MN và cho biết PN. Đấy. Vậy thì chúng ta biết được hai vế này rồi. MA thì ta đã có này. Đây, NA thì có như này. NA thì ở đây, PA ở đây. Vậy thì chúng ta tiến hành thế các biểu thức này với hai dữ liệu này, cho thế vào đây. Lưu ý là ở đây chút là để có được như thế này thì ta cần phải lấy đó là MA trừ đi NA thì các bạn được biểu thức này. Và NA trừ PA thì ta được biểu thức này. Còn MN thì bằng 22,25. Còn PN thì bằng 8,75. Vậy thì chúng ta dựa vào máy tính để chúng ta giải hệ phương trình này. Thì kết quả chúng ta tìm ra được lambda bằng 4 và AB bằng 18cm.
Đúng nhỉ? Đến đây thì ta lập tỷ số AB trên lambda thì kết quả nó ra bằng 4,5. Thì các bạn lưu ý ở đây một chút là như thế này. Dựa vào cái kiến thức lý thuyết của ta, đó là vì hai nguồn dao động của nó là cùng pha, đúng không ạ? Và hai nguồn này tất nhiên là hai nguồn kết hợp. Thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên cái đoạn AB này thì nó sẽ nằm trong khoảng là từ trừ AB trên lambda đến AB trên lambda. Vì cái điểm Q dao động với biên độ cực đại mà lại gần A nhất, vậy suy ra Q nó phải nằm ở cực đại ứng với ca mắc. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta dễ dàng suy ra được ca mắc của nó sẽ bằng là 4, đúng nhỉ? Vậy thì ca mắc bằng 4, từ đây ta sẽ suy ra được là QA sẽ bằng AB bình chia cho 2 KQ nhân lambda trừ đi KQ nhân với lambda chia 2. Lưu ý này, cái biểu thức này được rút ra từ cái hệ thức CA này với K bên là KQ. Đấy. Vậy thì ta biết được KQ của nó bằng 4 rồi. Biết AB của nó là bằng 18, lambda của nó là bằng 4. Đấy. Vậy thì sau khi biến đổi tính toán ta tính ra được xấp xỉ bằng 2,1. Và cái phương án này nó trùng với phương án C. Đúng nhỉ? Vậy là đáp án cuối cùng của ta đó là đáp án C bằng 2,1 cm. Và đó cũng chính là khoảng cách từ Q cho đến A. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở bài giảng tiếp theo. Xin chào.